Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đà Phật. Kính thưa hai chú đại diện người lớn tuổi, kính thưa hai anh chủ nhiệm chương trình, kính thưa quý huynh đệ, tiếp tục hôm nay chúng ta lại học cái đề luận kế tiếp. Thì vừa qua là vài ba huynh đệ đã trình bày xong, thì tiếp theo đến phần chúng tôi. Xin thưa quý vị, tôi có đọc câu chuyện ngắn như thế này. Mà không cười. Vậy mà không cười đúng không? Thưa quý vị, thì trong một cái lớp học này có một ông thầy giáo. Ông mới là đưa lên một cái ly. Ông hỏi các vị sinh viên á. Thì lúc bây giờ hỏi cái trọng lượng của cái ly này là bao nhiêu? Rồi. một vị sinh viên kia thì nói là 200 gram, tới vị kia thì 500 gram. Thì lúc bây giờ ông thầy giáo ông nói rằng cái trọng lượng của cái ly nó không có quan trọng là bao nhiêu gram, nhưng mà cái sức chịu đựng chúng ta cầm được bao lâu á, cái này nó mới là quan trọng. Chúng ta cầm được 15 phút thì chúng ta chịu được, có khi cầm được nửa ngày thì chúng ta chịu được, cái trọng lượng nó nhẹ nhưng mà thời gian nó cầm nó lâu thì chúng ta chịu không được. Thì cầm cái ly dưa lên để lên như vậy mà trong vòng một ngày thì sao, cho dù trọng lượng nó nhỏ nhưng mà chúng ta cũng không có chịu được. Thì ở đây muốn rèn cho các vị sinh viên rằng có một cái sức chịu đựng. Thì trong đời tu chúng ta cũng vậy, cái gì cũng vậy, cũng cần phải có cái sức chịu đựng trong cái sự tu, trong cái việc hành đạo, trong cái việc mà chịu nắng mưa, trong cái việc sự khổ khó, và trong cái việc sự chịu đựng lắng nghe, nó cũng là một cái nghệ thuật chịu đựng nữa đó. anh cười rồi, chịu đựng để thử sức coi sức nghe chúng ta bao lâu. Giờ cuối rồi, chúng tôi cũng xin trình bày theo ý nội dung của mình, mà quý vị chịu đựng nghe ha. Mà quý vị tìm hiểu câu đầu tiên, đó là nợ chằng còn sớm liệu toan. Xin thưa quý vị, thì nợ chằng còn sớm liệu toan thì có bản thì là con, có chỗ bản thì là còn. Quý vị, nợ thì thường là chúng ta thiếu một ai một cái vị đó thì được gọi đó là nợ. Ví dụ mình thiếu tiền, người ta phải tính làm sao để trả, đó là nợ á. Và những cái quan gia trái chủ mà mình đã gây tạo, hôm nay mình trả thì cũng gọi đó là nợ. 35. Và nợ chằng là cái gì nó có trong cuộc đời này mà chúng ta phải trả thì được gọi đó là nợ chằng. Còn hay là con thì chúng ta còn thì nó còn tồn động lại trong cuộc đời này, thì có từ cái tiếp đó là sớm liệu toan. Thì trong nợ chằng này chúng ta còn những cái nợ gì đó thì lo liệu và tính toan. Thưa quý vị, quan trọng là cái chữ sớm. Cái gì cũng vậy, chúng ta nếu như trả sớm thì nó sẽ khỏe, còn trả muộn thì nó sẽ giống như chằng chịt thêm á, nó sẽ lượt phượt thêm, dướng theo những chuyện này chuyện kia. Thế cho nên mình sớm tính nó để trả cho nó xong, cho nó mau, cho nó gấp, cho nó lẹ, đó là sớm. Ngày giờ nào mà chúng ta còn trẻ còn khỏe thì cái sớm này là sớm còn trẻ còn khỏe để chúng ta tính để mà làm cho xong cái việc cái nợ chằng. Mai mốt này mà chúng ta không phát tâm tu sớm là tuổi chúng ta đã già rồi, bây giờ là trả sao nổi nữa, phải không? Lo báo đáp nhân nghĩa, rồi lo báo đáp trọng ăn thì già rồi, chúng ta báo đáp rồi sao được. Như vậy thì còn sớm, còn trẻ, còn khỏe nè, thì chúng ta phụng dưỡng thì đó là sớm. Thưa quý vị, ngày giờ nào mà chúng ta còn có mặt trong cõi trần này thì chúng ta cũng tính chuyện nữa đó, không? Chết rồi, để số vô thường chết rồi, nợ chưa trả mà chết queo, chết ngắt rồi, làm sao mà trả kịp được. Chúng ta coi chừng nợ chúng ta mang theo lẳng đến cái kiếp sau nữa. Rồi cái cơ tận diệt nó đến nữa rồi sao? Mai mốt này đó ai biết đặng ngày mai, ngày nay tịnh, ngày mai thảm sầu, mai mốt này nó tới nữa rồi chúng ta trả là sao kịp. Thế cho nên sớm là còn trẻ còn khỏe, kịp với sự vô thường, kịp với cơ tận diệt để chúng ta lo liệu mà tính toan. Thế cho nên liệu toan là lo liệu và tính toan, chuẩn bị trước đó quý vị. Thì trong cái nợ này thì chúng ta cần phải lo liệu mà tính toan để trả, không có để mà có qua cái kiếp sau nữa, kiếp sau chúng ta cũng phải trả nữa. Như vậy thì cái câu người ta nói là thường là tích cóc phòng cơ, tích y phòng hàng đó.
tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàng, tức là chứa lúa gạo để mà lúc đói, chứa quần áo để lúc cái hàng lạnh để chúng ta ấm thân, thì lo liệu để tính trước để chúng ta làm gì. Câu nhân gian người ta, tục ngữ người ta nói cũng là vui, cũng hay ha, liệu cơm thì gấp mắm, tức là mình lo liệu để mà chuẩn bị cho cái công cuộc để chúng ta làm. Hay là thiếu nợ giật hụi người ta thì sao, phải cũng tính, cũng trả tiền rồi trả tiền cho người ta chứ không lấy giật hoài sao được. Thưa quý vị, thì trong khi mà mình nghèo quá mà muốn cưới vợ mà làm độ tổ chức linh đình thì sao, làm cho khổ thêm. Bởi vì phải liệu tính toan độ này kia cho nó là đâu đó sắp xếp cho đàng hoàng. Đức thầy dạy trong cái bậc Hôn Nhân Nhân là sao, đừng bày ra tiệc lễ linh đình làm tốn kém mà trở nên nghèo khổ. Thưa quý vị, đó là chúng ta phải liệu chuyện gì bất cứ trong cuộc sống này, trong cuộc đời này cũng phải liệu là tính toan hết trơn. Nếu như không liệu tính toan mà chúng ta làm đại làm càng thì nó không có thành công được cái kết quả. Chuyện gì cũng vậy, cùng cần phải là tính toan và suy nghĩ. Tóm lại câu đầu tiên ha, nợ chằng còn con còn sớm liệu toan. Thưa quý vị, thì nợ chằng còn sớm liệu toan, thì ai trong chúng ta đều cũng có một cái nợ. Mà hôm nay đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta có trên 100 năm. Và trên tinh thần này thì Đức Thầy dạy đó là trên tinh thần nhập thế. Và Phật giáo cũng vậy, có mặt trong cuộc đời này là Phật giáo bất ly thế gian giác, tức là không ngoài ở thế gian. Thế cho nên chúng ta cần phải thực hành thực thi để đền trả cái nợ mà chúng ta đang gánh, đó là ăn nợ và nghiệp nợ, quý vị. Thì ai cũng mang nặng trên mình, đó là bốn ăn cả. Ăn tổ tiên cha mẹ, ăn đất nước, ăn tam bảo và ăn đồng bào và nhân loại. Thì nói về ăn tổ tiên cha mẹ thì ai chúng ta cũng có cha mẹ, thì làm sao để chúng ta đền đáp thuận thảo với anh em, chăm sóc ba mẹ khi tuổi già và đến lúc thác, thì làm tròn bổn phận của cái người con đối với ông bà cha mẹ đã phước. Rồi đất nước cũng vậy, thì hôm nay đất nước đã hòa bình rồi thì chúng ta hãy tùy tài tùy sức nỗ lực cho hy sinh xứ sở, thảm như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương thì chúng ta gắng tránh đừng làm việc gì sơ sức đánh đổi cho nước nhà đau khổ. Còn đền ăn tam bảo thì mỗi người tín đồ chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm để học hỏi hành đạo và truyền bá, thì đó là chúng ta đền ơn tam bảo đó. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, nhất là dẫn dắt chùm kẻ sa cơ, phải tiếp tục thay thông nền đạo Pháp. Thưa quý vị, chỉ có Phật Pháp để đi vào đời mới chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau của tất cả mọi người. Chỉ có Phật Pháp chúng ta mới chuyển hóa được gia đình chúng ta, chuyển hóa được người thân của chúng ta, chuyển hóa được những người sống chung quanh của chúng ta, sống trên tinh thần của thiện lành. Thì chúng ta làm được một phần nhỏ như vậy cũng là một phần để chúng ta góp vào một cái công ơn của Thầy Tổ, của Tam Bảo. Và đối với đồng bào nhân loại cũng vậy, thì chúng ta cần phải nhớ ơn họ, vì chúng ta không có sống lẻ loi một mình, phải nhờ đến hộp cơm, đến miếng vải, đến thuốc men, thì lúc nào cũng mang nặng trên mình, đó là tứ ăn quý vị. Thì Đức Thầy cũng cho biết là đến ngày biển cạn non mòn, tứ ăn đã trả, chẳng còn tội căn, hay là lục tự di đà giữ tứ ăn, thì luôn luôn lúc nào Đức Thầy chúng ta cũng dạy phải đền trả tứ đại trọng ăn, đó là nợ chằng ha. Và cái nợ chằng góc nhìn cái tiếp nữa là chúng ta thực thi để đền trả loại trừ tịnh quá tam nghiệp của mình, đó là được gọi đó là thân khẩu ý, đó là gọi đó là nghiệp nợ quý vị. Thì tịnh quá tam nghiệp của mình, sửa thân khẩu ý cho trong sạch, từ lời nói, từ hành động, từ ý nghĩ, luôn luôn lúc nào cũng chân chánh và sống trong chánh niệm. Mà Đức Thầy cho biết là muốn về cõi Phật thì lập thân cõi trần, hay là chúng sanh gì mà tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, tam nghiệp là thân khẩu ý đó quý vị. Thì liệu toan tính toan thì làm sao để chúng ta tịnh quá tam nghiệp và chuyển quá 10 thằng ác này để chuyển thành cho nó thiện, lúc nào cũng sống trong điều thiện, làm chủ ý nghĩ của mình, thì được gọi đó là nợ chằng. Và nợ chằng cái tiếp nữa để chúng ta chấp nhận để trả nợ của cái nghiệp nợ ha. Thưa quý vị, trả nợ cái nghiệp nợ, như là
Ví dụ như là nghiệp mà chúng ta đến với bất ngờ như tai nạn đi. Ngày xưa có cái chú đó thường bẻ giò con bìm bẹp để lấy thuốc đó. Thì ông chạy xe, ông té hay sao, ông bị gãy giò. Thì ông nhớ lại cái chuyện ngày xưa ông đó. Nhưng mà ông cũng hoan hỷ, ông vui, ông chấp nhận, ông trả. Hôm nay chúng ta cũng vậy, mỗi cái tai nạn đều đến với mình. Mình cũng luôn vui vẻ mà chấp nhận để trả đi những cái nghiệp mà bất đắc như vậy. Thưa quý vị, còn cái bên cạnh đó là nghiệp bệnh cũng vậy. Ngày xưa cô hay gương bệnh nhiều thì Đức Thầy cũng phiên: cô đừng có buồn nữa, cố gắng mà với thầy xác thể phải còn đau, hà huống chi con tránh được nào. Hôm nay chúng ta người tu mà bệnh tật nhiều quá thì đó cũng là một cái nghiệp tiền kiếp mà chúng ta đã gây tạo cái nợ chằng á, thì chấp nhận trả cho hết nghiệp thì chúng ta mới được nhẹ nhàng được. Còn không sống ở đây mà chúng ta không vực nợ vực nghiệp thì không có trả được, thì nghiệp nó có còn hoài đó, thì ai cũng phải trả hết trơn á, vực nợ. Rồi. Thưa quý vị, còn một cái nữa, nếu như mà người cư sĩ tại gia thì chúng ta có một cái nghiệp với nhau, đó là nghiệp vợ chồng á, vô quan trái bất thành phu phụ á, không có là quan trái với nhau thì không có phải thành vợ chồng, không quan gia thì không phải thành cha con. Thì nếu như tu mà gặp cái hoàn cảnh mà chồng tu mà vợ không tu á, nó nghịch cảnh như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận để chịu luôn. Chứ làm sao giờ, không lẽ giờ thôi ra tan nát gia đình nữa hay sao? Phải chấp nhận chịu, cố gắng để chúng ta nhẫn nhịn tu tập mà chuyển hóa người vợ của mình hay là chuyển hóa cái người chồng của mình thì phải chịu thôi. Chứ làm sao giờ, thì mỗi người duyên tu nó khác nhau chứ đâu phải mà bắt người ta phải tu theo mình. Thì có cái nghịch cảnh của vợ chồng như vậy thì cái nghiệp chúng ta đã gây tạo thì cũng phải chấp nhận để đền trả cái nợ chằng này, lo liệu và tính toán để trả nó. Và cái nợ con cái cũng vậy nữa. Thưa quý vị, thì con cái nó có mặt trong cuộc đời của chúng ta đi nữa thì cũng là ăn quán và báo quán, đòi nợ và trả nợ với nhau không? Đứa nào lên đây thì hiền thảo, hiếu thảo, lo văn lờ mình thì đó là nó trả nợ cho mình đó. Nó báo quán, nó báo ăn cho mình đó. Còn đứa nào nghịch tử, phá gia chi tử, đồ này kia, phá của, bắt nghe lờ, đồ đi lên đây nó đòi nợ của mình. Thì những cái nghiệp này chúng ta cũng phải chịu thôi chứ không có phải... Thì do chính bản thân của mình công phu tu tập để mình chuyển hóa từ từ trong đời sống gia đình của mình. Thưa quý vị, thì đó là cái về phần ăn nợ, nghiệp nợ và những cái nghiệp báo mà chúng ta cần phải lo liệu tính toán để chuyển hóa nó bằng cái sự chấp nhận và tịnh hóa tam nghiệp của mình cho trong sạch. Và cái nhân quả hay là cái nghiệp nào nó đến với mình thì cũng vui vẻ mà trả để chấp nhận. Thì có như vậy chúng ta sẽ lo liệu như vậy trước để chúng ta. Và còn một cái điều nữa để chúng ta đền trả cái nợ chằng này thì đó là sang câu thứ hai thưa quý vị, đó là nghĩa ơn trọn vẹn. Nghĩa nhân trọn vẹn mới an tấm lòng. Thưa quý vị, nghĩa nhân cũng gọi đó là nhân nghĩa. Thì về cái lòng nhân, tức là lòng trắc ẩn, lòng thương người, nói theo cái lòng về Phật Nho giáo, nhân tức là sự cư xử của tình người với nhau. Còn về mặt Phật giáo, tức là lòng nhân, tức là lòng thương người. Đó là về góc độ của Phật giáo. Thưa quý vị, còn về nghĩa đó, thì nghĩa tức là lẽ phải, làm đúng theo lẽ phải, đúng theo chân lý và luôn luôn giúp cái người khác. Thì đó về mặt nghĩa. Nghĩa theo chiếc tự đó là một cái bộ, có một cái bộ là chữ dương và cái bộ ta, chữ dương nằm ở trên thì cái chữ ngã là ta nằm ở dưới. Thì dương tức là hiền lành và luôn luôn lúc nào cũng đặt lên cái ân nghĩa, cái sự mà làm lợi lạc cho người khác trước hơn bản thân mình thì được gọi đó là nghĩa. Thưa quý vị, nghĩa nhân trọn vẹn thì làm tròn cho nó vẹn toàn, cho nó được tròn vẹn đó, thì mới an tấm lòng, tức là yên ổn ở trong lòng. Thì câu thứ hai này Đức Thầy dạy chúng ta đền đáp cái ân nghĩa trong cuộc đời, trong cuộc sống tu hành của chúng ta, thì làm cho nó vẹn thì tấm lòng của chúng ta sẽ được an ổn và vui vẻ. Giống như là an tấm lòng là nó không thẹn vậy đó. Thưa quý vị, như vậy thì nhân nghĩa thì chúng ta làm bằng đền trả bằng cái cách nào? Thưa quý vị, thì chúng tôi đưa ra những cái đề mục hay nhân nghĩa để chúng ta làm giàu đi cái tình cảm với nhau.
thì con người thường bất hòa với nhau là do thiếu cái tình thương, thiếu tình cảm, sống thiếu nhân nghĩa. Thế cho nên chúng ta cần làm giàu cái tình cảm mình đối với mọi người để cái nhân nghĩa cho chúng ta sẽ được hoàn toàn. Đó là thể hiện lên bằng cái sự bao dung và quỵ tha với những cái hành động lỗi lầm của người khác. Thưa quý vị, xin đọc lại ha. Tức là chúng ta bao dung và vị tha với những cái lỗi lầm của người khác. Thường lỗi lầm người khác gây tạo đến cho mình á, thì mình trách móc, quán trách điều này kia, rồi là mình làm chê bai thậm tệ, rồi mình nói này nói kia để cho thỏa cái lòng của mình, để hạ người khác xuống. Thay vì như làm như vậy thì chúng ta bằng hành xử, bằng cái sự bao dung mọi người, bao dung vị tha mọi người trên cái lỗi lầm của người ta. Mà Đức Thầy dạy là người ta trong cái bài Đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người gõ phẳng vui lòng thứ ta thứ được người thì thử người thứ ta. Nếu làm được vậy thì chúng ta thể hiện lên cái sự mà nhân nghĩa đối với người khác. Thưa quý vị, và cái mặt tiếp theo nữa là giúp đỡ người khác trong cái việc khó khăn. Thì những người mà đang khó khăn thì cần cái vòng tay của mình, cần cái tấm lòng của mình để giúp cho người khác. Thì đó là thể hiện cái sự mà nhân nghĩa với nhau trong đời sống này. Bằng công tác từ thiện, giúp người bằng một cái công việc nhỏ thì tùy theo sức của mình để làm, thì đó cũng thể hiện lên cái sự mà nhân nghĩa với nhau nữa quý vị. Và nhân nghĩa cái kế tiếp nữa, tức là giúp người có cái ý chí để mà chúng ta vượt lên. Thường người ta gặp khó khăn trong cuộc đời mà được sự giúp đỡ của mình một cái là cái ơn này người ta nhớ hoài luôn á. Người ta giống như bằng cùng của cuộc sống đó, sự mà khó khăn trong cuộc đời mà mình cho người ta mượn vài triệu bạc đi để người ta xây sở trong cuộc sống, để người ta nuôi con nuôi cái, thì cái ăn nhân nghĩa này người ta sẽ nhớ ơn mình hoài đó. Thế cho nên mình đền đáp được cái này để giúp đỡ cho người khác. Và không, mình giúp đỡ thì đừng có mong cầu để mà chúng ta cho người ta trả. Giống như mình giúp để giống như làm từ thiện bố thí vậy đó. Tức là giúp người để chúng ta có một cái ý chí vươn lên. Chuyện ngày xưa cũng vậy nữa. Như Quan Công trả cái nhân nghĩa cho ông Tào Tháo, chặn đường que Dung Đạo để thả ông một cái mạng sống để cho ông trở về nhà đó. Thì đó cũng là một cái thể hiện của sự nhân nghĩa. Chúng ta thấy ở đây như anh Hẹn đó, ông Út cho dù là không có bà con dòng họ gì, nhưng mà giữa tình đồng đạo, nhưng mà thấy huynh Hẹn, ông huynh Hẹn cũng là luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ cái người già như vậy, trên tinh thần cũng đồng đạo. Thì đây cũng là một cái việc nghĩa đáng trân trọng đó quý vị. Và nó cũng là một cái sợi dây kết chặt tình cảm với nhau, thể hiện sự nhân nghĩa. Thưa quý vị. Dạ. Dạ. Dạ ngon luôn. Là nó cũng là một sợi dây kết chặt. Thưa quý vị, có nhiều lần chúng tôi lỡ những cái chuyện mà thấy nó áy náy trong lòng vô cùng. Cái đợt đó đi xe với cái huynh đó, thì trong cái ngã tư vòng xiến tại Long Xuyên á, thì cái cô đó đang chạy qua cua đó, thì cổ chợt bánh, cổ ngã, và nguyên một cái dòng người qua lợ, dòng xe qua lợ đó, thì ai cũng chạy ngang nhìn rồi một cái rồi bỏ đi. Cô ngã chiếc xe mà giữa đường như vậy đó. Thì trong lúc đó tôi cũng nửa muốn ngừng lại để đỡ cô lên, mà sao trong lúc đó tôi cũng vẫn chạy luôn à. Mình chạy qua rồi mình thấy, mình suy nghĩ là mình thấy thẹn dưới lòng, không giúp được cô ta. Mà trong khi đó nhiều người ta không giúp được, mà mình là một cái người tu người đạo mà không thể hiện được cái sự nhân nghĩa với nhau thì thấy mình cũng thẹn. Với điều này Đức Thầy cho biết là gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm, người ta đang ngã xe như vậy là mình không lỡ giúp, thấy cũng thẹn trong lòng. Thưa quý vị, và cái lần đó cũng vậy nữa, thì con cua chạy ngang bò, đáng lý mình có điều kiện để dừng lại để bắt nó, thả nó xuống sông được á, mình cũng vẫn dững ngơ trước cái sự mà trên đường xe cộ chạy qua lợ đó, chiếc xe khác chạy cán cái bụp là xong mạng sống của nó, mình cũng dững ngơ mình chạy luôn. Có những lần chúng tôi thất bại, thiếu đi cái nhân nghĩa, thiếu đi nhân là tức là lòng thương người con vật á, và thiếu đi cái nghĩa là giúp đỡ người khác. Chính vì những cái lần đó mà chúng tôi đã rút ra bài học, cố gắng mình giúp, có điều kiện giúp ai được gì thì đừng có chần chờ suy nghĩ liền. Phải là nhanh lẹ, phải giúp ngay lúc đó liền, cái suy nghĩ tính toán hoài, cái đầu chạy xe qua luôn, cái đầu nó mất đi cơ hội để giúp.
Thưa quý vị, nhân nghĩa nó thể hiện lên lòng thương người ha, lòng mến vật, kể cả chúng ta sát sanh cũng là người không có nhân nghĩa. Con vật mà con chó, con mèo, nó con trâu, con bò, con ngựa, chó mèo mà nó giúp ích cho chúng ta công việc hàng ngày mà chúng ta sát sanh hại vật thì chúng ta cũng thiếu đi một cái lòng nhân nghĩa đối với thú vật đó. Thì có một ông thầy giáo này, ông nói với các vị sinh viên á, các con hãy là các em á, cho dù giúp người đó đi, cho dù người đó có gạt mình, có bị mình có bị hại đi nữa, thầy sẽ ra sức là mướn luật sư hay là bỏ tiền để tranh chấp, để cho các em được là không có bị vướng vào cái tai nạn. Ông là cái người thầy giáo nhưng mà ông tuyên truyền với các em vậy đó quý vị, luôn luôn giúp người, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Thưa quý vị, thường mình sợ á, mình sợ cái đầu ngã xe giúp để mình sợ mình bị ảnh hưởng, sợ bị vu oan rồi mất tiền, rồi sợ mình chưa làm được việc phải mà mình sợ người ta hại mình, thà mình giúp đi quý vị, có bị người ta vu oan này kia mình cũng chịu thôi. Đã mình chưa giúp gì hết trơn mà sợ người ta vu oan, rồi sợ người ta bị ảnh hưởng, sợ người ta mờ mọc mình đi hầu tò đủ này kia, chưa giúp được gì mà sợ cái bỏ qua luôn, không thành ra mình không có làm được gì. Tức là mình sống trong cái nôi quá im ấm rồi, phải thoát ra được cái đó, xả thân mới được. Chúng tôi nghĩ là vậy đó quý vị. Thưa quý vị, thì ở đây nghĩa nhân trọn vẹn mới ăn tấm lòng. Chúng ta hành đền đáp được chữ nhân, chữ nghĩa trong đời sống này thì coi như là phần nhân đạo chúng ta đã hoàn thành đó. Thì hai ở đây, hai cái mục này là một cái điều căn bản. Trong nhân nghĩa nó có chung và hiếu nữa. Thì như vậy thì tấm lòng chúng ta sẽ an, sẽ được cái trọn vẹn, cái sự yên ổn của trong tâm của mình. Thưa quý vị, và sang câu thứ ba ở vấn đề khác, đó là thiền từ kêu gọi ngóng trông. Thiền là phương tiện, là chuyên chở để cúc giúp, từ là từ bi. Tại đây trong Tử Hán, thiền từ được gọi đó là từ hàng, tức là từ hàng là một cái phương tiện kêu gọi, tức là nhấn mạnh một cái vấn đề gì đó để cho chúng sanh thức tỉnh, luôn luôn ngóng trông chờ đợi mình. Thì ở đây muốn ngụ ý rằng thiền từ kêu gọi ngóng trông hưởng hình ảnh này thì nói lên lòng từ bi của Đức Thầy, luôn luôn lúc nào cũng trông ngóng để chúng ta giác ngộ và tu hành để tiến lên con đường giải thoát. Thì nội dung câu thứ ba chúng tôi đi ngắn hơn gì, sang câu thứ tư. Và mong ngóng một điều nữa là trông cho bá tánh bớt lòng tham ô. Thưa quý vị, tham là lòng ham muốn của mình, ô là đen, là sự đen tối. Ham ô tức là sự đen tối lợi lộc, cái chuyện mà bất chánh á, thì được gọi đó là lòng tham ô, và nó cũng nằm trong tam độc chướng vô cùng nguy hại đó quý vị. Tóm lại câu thứ tư, trông cho bá tánh bớt lòng tham ô. Thì lòng tham của con người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có. Tại đây tham ô nó được hiểu ở góc độ của sự giống như là cái sự mà tham nhũng vậy đó. Trong cái tinh thần của sự ham nhũng nó có là hối lộ, rồi là hối lộ, gọi là tặng quà, biếu tặng với nhau á, thì cũng được gọi đó là cái sự mà lòng tham á. Xin thưa quý vị, thì về cái lòng tham này nó sẽ đứng theo nhiều tham ô này, thì đứng theo nhiều cái mặt của vị trí trong cuộc sống, trong cuộc đời, như là vị trí của quan quyền nè. Nhất là cái sự tham ô là nằm ở vị trí của quan quyền là thường nhiều lắm. Dơ dác của dân, sống trên xương máu, đồng tiền nước mắt của cái người dân để làm cái của riêng cho mình đó. Thì với cái chuyện này nó nhan nhản trước mắt chúng ta hằng ngày luôn đó. Như cái mùa Covid vừa qua đó, đất nước Việt Nam chúng ta đang sống trong cái sự khổ khó mà có những người tăng giá test lên, tăng giá để mà những cái đồ mà phòng chống của Covid nó tăng giá lên để làm giàu cho bản thân. Cuối cùng xử tử ra ông đó đi tù đó. Thưa quý vị, đã đất nước đang trong cái tình trạng khó khăn mà chúng ta lợi dụng cái sự khó khăn đó ăn trên xương máu, trên sự đau khổ của cái người dân, thì lòng tham này được gọi đó là tham ô, là sự đen tối của sự quan quyền đó quý vị. Hay là gần đây chúng ta coi thầy sự đó, coi thầy sự bà Trương Mỹ Lan ngân hàng FCB 300 tỷ đồng đó, ghê gớm không? Giờ đi tù mất tiêu rồi đó.
kể cả cầu đường trường trạm gì, chúng ta có cái sự lòng tham là có cái sự kém chất lượng trong đó, làm cho người dân đau khổ trong đó hết trơn á. Thay vì con đường con trường đó thì trên 50 năm mà sự tham ô, chúng ta rút đồ trong đó, rút xi măng, rút thép đồ trong đó, chất lượng nó còn giảm lại còn vài chục năm, 30 năm thôi. Và tham này nó có một cái hình thức cực kỳ hay của cái người mà trên cái người mà quan quyền, đó là hình thức của sự rửa tiền đó quý vị. Thay vì mình làm chủ tịch tỉnh, chủ tịch xã rồi ha, mà nuôi cái hầm cá chơi chơi vậy đó, bán lỗ xỉu luôn á, vậy mà lúc nào cũng là nói là trúng cá trúng mùa thưa quý vị, rồi lấy cái tiền mà ăn hối lộ á, để mà rửa cái tiền đó, để mà lấy làm rửa cái tiền dơ để mà làm tiền sạch, để làm cái của cho mình, nói là cái tiền này là tiền của tôi là nuôi cá nha, mà không ngờ cái tiền đó là tiền của ăn chặn của người ta. Hay là trúng số độc đắc cũng vậy nè, ai mà mua tấm vé số, người nào mà trúng vé số tấm độc đắc đó, lợi cái người đó thì chấp nhận đổi tiền, tức là ông đổi cái tiền dơ của ông, tức là cái tiền ông tham á, ông đổi lợi, ông lấy tấm vé số này ông vô cái ngân hàng kiến thiết ông lãnh, thì thiền ra là trong cái danh sách là có cái tên ông trong đó rồi, thì ông lấy cái tiền dơ mà ông trở lại thành cái tiền sạch đó. Hình thức rửa tiền cũng là một cái hình thức của cái loại mà tham á. Thì đó là cái góc độ của vị trí của quan quyền, thưa quý vị, góc độ của người dân cũng vậy. Thì ăn chặn cái sức lao động của người ta làm công nhân đồ này kia thì cũng là một cái sự mà sức lao động. Thì ngày xưa có một vị thiền sư này có một cái căn bệnh rất là nan y á, thì trên đường thì gặp một cái bà lão đem về để săn sóc ông trong suốt một tháng chờ để nuôi ông á. Thì sau một tháng chờ ông bình phục trở lại thì ông thấy bà lão này nghèo quá mà không có cái ngàn hàng ngày đi gánh nước để sinh hoạt hàng ngày á. Rồi ông mới ra công để đào một cái giếng cho bà lão này để có nước sinh hoạt. Thì đào xong thì ông từ giã ra đi, thì cái đặc biệt một điều, bà đào xong cái giếng nước này thì bà lấy cái giếng nước này để pha trà, mở một cái tiệm trà bán á, mà nó kết hợp sao mà với cái hương vị trà với một cái giếng nước, với cái giếng nước dưới giếng á, vô cùng ngon. Thì trở nên mà cái quán bán đất để làm giàu cho bà. Thì vài năm sau thì ông lại thăm bà lão, thì bà lão than rằng là nước không đủ bán, thì mong ông để mà đào thêm một cái nữa giùm tôi. Lúc bây giờ ông không đào, ông nói là chờ đất bao la, lòng tham của con người nhiều vô tận. Thưa quý vị, lúc đoạn đầu á, là giúp vị thiền sư này, đoạn đầu là lòng tốt để giúp á, nhưng mà cái đoạn sau là trở thành lòng tham rồi, muốn có nữa, có rồi mà muốn lại được nữa. Thì đối với góc độ của chúng ta cũng vậy, thường thường chúng ta giúp cho người khác lúc đầu là tốt đó, coi chừng lâu năm vài tháng nó sẽ biến ra một cái sự là lòng tham đó quý vị. Và cái sự lòng tham ở đây nó không chỉ cho dành cho quan quyền, cho người dân, mà nó cũng dành cho cái người tu nữa đó, thưa quý vị. Nó dành cho sự tham ăn nè, tham ngủ nè, và nó có mặt trong tất cả các chuyện mà chúng ta, như Đức Thầy đã diễn luận, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, những sự ấy đã xô đẩy con người vào những cuộc chiến đấu ác liệt. Mà kết thúc lại đoạn này, Đức Thầy cho chúng ta biết rằng ngày giờ nào loài người diệt được tánh ham muốn của mình thì ngày giờ đó bớt đi một phần lớn của sự khổ. Hay là chỗ khác Đức Thầy nói rằng bên thế giới ta bà chúng sanh tàn sát cũng là vì tham. Thưa quý vị, này nó là nằm trong tam đồng độc chướng, là một điều cực kỳ lợi hại nhất của cái người tu và cũng như người đời. Nó làm cho xã hội kiệt quệ, nó làm cho người tu của chúng ta mất đi phương hướng, làm cho người tu chúng ta che mờ cái bản tâm của chúng ta, cũng chính vì lòng tham này. Để cách để chúng ta diệt trừ nó hằng ngày, để chúng ta thì Đức Thầy dạy cho chúng ta, một là bố thí, hai là luôn luôn lúc nào cũng sống trong chánh niệm. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ giặt ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn gài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Thì có được như vậy, chúng ta suy nghĩ quán chiếu rằng của cải tài sản vật chất thì
ngày hôm nay nó còn thì ngày mai nó sẽ tàn lụi. Luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức chánh niệm như vậy để chúng ta bớt đi cái lòng ham muốn của mình. Thì đó là cái nội dung của câu thứ tư. Xin thưa quý vị, thì xin tóm lại đầy lựng như trên của bốn câu giảng. Nợ chằng còn sớm liệu toan, để chúng ta lo liệu tính toan để đền trả ăn nợ và nghiệp nợ. Và những cái nợ trong cuộc đời, trong cuộc sống chúng ta, như là nợ vợ chồng, nợ con cái, nợ nghiệp, nợ bệnh, thì tất cả đó chúng ta phải chấp nhận mà đền trả, gây tạo phước đức, phước duyên để trả đi cái nợ chằng, để cho thân tâm chúng ta được trong sạch. Ngày nhắm mắt ra đi, chúng ta sẽ được nhẹ nhàng nghiệp lực. Và nghĩa nhân trọn vẹn mới an tấm lòng, thì chúng ta đền ơn cái nhân nghĩa, coi như là một phần nào trong tứ ăn, ăn đồng bào và nhân loại, thể hiện lên sự nhân nghĩa với nhau, thì tấm lòng chúng ta sẽ được an ổn. Và luôn luôn lúc nào Đức Thầy cũng kêu gọi, thì đây là bổn nguyện của Đức Thầy. Và kêu gọi cái gì vậy? Trong cho bá tánh bớt lòng tham ô, để trừ đi cái lòng tham, nhất định phải diệt và trừ lòng tham để cho đời sống chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Cảm ơn anh Giang đã lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị. Xin dứt lời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. Hôm nay sao mà đại nói sao mà hay như anh Hậu vậy? Cảm ơn anh Giang lắng nghe hết giờ trước không á. Dạ. Hôm nay sao nói anh Giang nó biểu ý kiến đi quay. Dạ.